Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Xin chào mọi người. Video ngày hôm nay thì em cũng xin tư vấn cho toàn thể các cô chú anh chị em một xíu về cái vấn đề về giá cả cái con chó sủ Bắc Hà. Mọi người hỏi em về cái vấn đề mà giá cả trên thị trường về cái con chó sủ Bắc Hà thời điểm hiện tại, cũng giống như là những cái thời điểm một vài tháng trước đấy, thì cái con chó Bắc Hà này thật sự nó có cái giá cả chuyển biến nhiều lần, và cũng rất nhiều video em cũng nhắc cho các cô chú anh chị em về cái giá này rồi đấy. Như hôm nay thì em cũng xin tư vấn mọi người xíu, đây là những cái thông tin thu thập từ những anh em từ Bắc Chí Nam đấy về cái con chó sủ Bắc Hà. Thì nói chung là cái giới chơi của Việt Nam, và cũng giống như là cái giới chó của Việt Nam ấy đấy, những cái con chó bản địa Việt Nam nói chung và cái những cái con chó Bắc Hà nói riêng, thì thực sự từ những cái năm mà chơi chó Bắc Hà đến nay, thì chỉ có từ năm 2021 đến năm 2022 vài tháng trở lại đây, thì cái con chó Bắc Hà nó tự nhưng nó được tổ chức VKA công nhận nó là một trong những giống chó bản địa tốt nhất của Việt Nam. Đấy, là một trong những tứ đại quốc khuyển của Việt Nam. Thì cái con chó này nó mới bắt đầu cái giá cả nó bùng nổ. Thì có những chỗ thì bán giá 6 7 triệu một con. Có chỗ thì bán 5 6 triệu một con. Có chỗ thì bán chục triệu, 15 triệu, 20 triệu, 2 năm 30 triệu, 40 triệu, thậm chí 50 triệu cũng có một con chó. Có thời điểm đỉnh điểm có anh em lái chó. Đây là thông tin chuẩn luôn, có anh em lái chó. Đấy, bán lên đến 60 triệu một con chó. Thì thực hư cái câu chuyện mà giá cả về cái con chó này như thế nào, thì nói chung là người ta bán được với cái giá đó thì người ta được. Em chỉ nói thế thôi. Ví dụ các cô chú anh chị em bán thành công một con chó 20 triệu thì mọi người được cầm tiền 20 triệu. Còn mọi người muốn làm giá nó ảo hơn hay là nó tăng hơn hay thế nọ thế kia đấy, cũng giống như một số các cô chú anh chị em bảo là trại chó Bắc Hà ở Thái Nguyên đấy, của anh Thạch đấy, mỗi một lần phối là 20 triệu, 30 triệu một lần. Thì đó là cái giá cả người ta đưa ra, các cô chú anh chị em đồng ý chấp nhận mua bán hoặc trao đổi hay là thỏa thuận, thì các cô chú anh chị em phải chấp nhận. Chứ còn giá cả nó muôn vàng đấy. Ở đất nước Việt Nam mình có những cái nhiều những cái thú chơi và giới chơi, và cũng có rất nhiều những cái tổ chức câu lạc bộ, nhưng chung quy lại tất cả các giới chơi ở Việt Nam không bao giờ có quy định về giá cả đấy. Thì ai trả giá được cao thì người đấy mua, và người ta đồng ý, và người ta đồng ý trao đổi, đồng ý mua bán thì người ta bán và người ta trao đổi cho mình, thế thôi. Còn những người nào máu mua máu chơi và máu chung máu chi thì cái giá cả nó được đội lên gấp nhiều lần, hàng trăm lần cũng có đó. Thì em cũng nói với các cô chú anh chị em đấy, giá cả nó muôn vàn mà, chứ không phải là nó cố định hay là nó có giá như thế nọ hay là nó có giá như thế kia đấy. Thì nói chung là cái con chó Bắc Hà mới đây nó mới thế thôi. Còn em nói thật với mọi người, ngày xưa thì nó cũng chỉ ở dừng ở cái mức là 6 triệu một con, 8 triệu một con là đẹp nhất, chục triệu một con là quá đẹp. Đấy, thì ngày xưa em bán cho các cô chú anh chị em với một cái giá nó cũng như thế thôi. Đấy, và ở thời điểm hiện tại thì nhiều người hỏi là thế, những cái con chó của Tú nó dừng ở một cái mức độ giá như thế nào. Thì em nói thẳng với mọi người là dừng ở một cái mức độ là từ 18 cho đến 20 triệu. Em cũng không có việc gì phải giấu giếm. Tại vì chó của em, các cô chú anh chị em nào đã mua và đã sản sinh ra giống và đã phối ra những cái con sau này, mọi người sẽ thấy được cái giá trị của nó. Chó nhà em từ lúc bé bán cho các cô chú anh chị em, thật sự mà nói, nó không đẹp so với, nó không có kiểu hình kiểu dạng đẹp so với chó ở trên thị trường bán. Nó không mập và nó không xù và nó không thế nọ không thế kia. Nhưng em tin chắc rằng với những các cô chú anh chị em mua và nuôi chó ở trại chó Bắc Hà Lâm Đồng của em, thì sau này mọi người luôn luôn cảm thấy rằng cái con chó của em nó sẽ vững hơn những cái con chó mà các cô chú anh chị em mua ở những cái nơi khác. Em không phải bảo là con chó của em là tuyệt vời nhất, nhưng em cam đoan với các cô chú anh chị em nói tông phả nó như thế nào là sau này nó phát triển gồng gánh y như vậy luôn. Đấy, mọi người nhìn những cái con chó của người ta khoảng tầm 5 năm ngày tuổi đến 60 năm ngày tuổi, thường thường nó mập, nó ú, lông nó xù sỡn. Nhưng em xin phép các cô chú anh chị em giới thiệu một xíu về con chó con Bắc Hà ở trại của em, là nó phát triển về hệ khung xương là nhiều.
Đấy, mọi người thấy rất là bình thường. Nhưng mà khi mọi người thấy 4 năm, 50 ngày hay 65 ngày tuổi ở những cái con khác, thường thường nó sẽ mập, nó sẽ béo, nó nhìn như con gấu này, nhìn như là những cái con heo, hay nhìn như nó, nói chung là nó bông gòn. Đấy. Nhưng mà đây, mọi người nhìn. Đây, thậm chí chỉ ưu tiên phát triển về khung gọng. Đấy, chỉ ưu tiên về phát triển về khung gọng thôi nhá. Không ưu tiên về một cái hình thức nào cả. Đấy. Ngay kể cả những cái con chó to, ưu tiên về phát triển về thể hình thể trạng trước tiên, sau đó mới bắt đầu mới phát triển. Em nói với mọi người là chăm mập thì rất là dễ, nhưng mà chăm làm sao để cho nó đều chó, nhàng chó thì nó mới gọi là khó. Đấy. Chứ còn mập thì dễ thôi, em nói thật với mọi người, riêng em mà thích mập thì được ngay. Tại vì cái quy trình dinh dưỡng của trại thì nói thẳng với mọi người là nó sẽ khác so với những anh em nuôi nghiệp dư. Muốn béo là béo được, mà muốn gầy là gầy được. Chắc chắn rồi, tại vì nuôi lâu năm nó sẽ có những cái kinh nghiệm và những cái khả năng của cá nhân bản thân nó sẽ hơn so với những các cô chú anh chị em nuôi nghiệp dư hoặc nuôi một vài con. Đó. Còn về giá cả đấy thì các cô chú anh chị em cứ căn chỉnh nhá. Đấy, còn mọi người mua thì mọi người phải tìm hiểu, mọi người phải thế nọ thế kia rõ ràng rồi mọi người xuống tiền. Đấy, cũng khuyên các cô chú anh chị em là nên dồn tiền mua những cái con nào chúng ta cảm thấy chắc chắn. Chứ đừng mua những cái con nào mà tào lao bí đao, trời ơi đất hỡi. Ví dụ như thà chúng ta mất tiền của ba con chó để chúng ta đổi lại một cái con chó chất lượng, chứ đừng có mua ba cái con chó mà chúng ta thấy nó ủi nó rẻ đấy, mua về thế nọ thế kia nhưng sau này chúng ta không nhận được một cái gì đấy. Còn nhiều em cũng nói thêm nhé, nhiều các cô chú anh chị em hỏi là thế Tú có bán chó giống ở trại của Tú hay không, thì những cái con chó giống được lên giống khoảng tầm 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng, 12 tháng, thậm chí 15 tháng, 16 tháng hoặc là 1 tuổi, 2 tuổi gì đó Tú có bán hay không. Thì các cô chú anh chị em cứ liên hệ với em. Mọi người thích con nào mọi người cứ liên hệ với em. Và giá của những cái con chó đó thì em nói thẳng với các cô chú anh chị em là nó không hề rẻ. Nó dao động từ mức 60 triệu đến 80 triệu hoặc có những con lên đến 100 triệu. Đấy, thì tại sao mà nó lại có những cái giá cả nó cao như thế? Ví dụ như những cái con chó cái thì 60 triệu đến 80 triệu là bình thường các cô chú anh chị em ạ. Những cái con đẻ đái tốt, bao cho mọi người đẻ đái tốt, bao sinh sản luôn. Đấy, còn mọi người mà muốn bán lại cho em, bao luôn cả bán lại cho em luôn, em bán với một cái giá thẳng thắn. Đấy. Còn các cô chú anh chị em nào muốn em nhập lại, ok, ví dụ thị trường bán 10 đồng, em nhập các cô chú anh chị em 8 đồng. Đấy, em về em nuôi thêm, em chăm sóc thêm và em huấn luyện dạy dỗ thêm rồi em mới bán được. Chứ còn chó của cái trại của em thì nếu mà ra ngoài ở một cái mức độ mà nuôi tự nhiên hoặc là nuôi nó không có quy củ ấy, về các cô chú anh chị em không bảo đảm được cái chế độ vận hành bảo hành của em thì em sẽ không bao giờ bán nha các cô chú anh chị em. Còn những các cô chú anh chị em có chó mà muốn mà bảo em thu lại thì thật sự là em không nêu ra được cái quá trình tông phả của nó và cũng không biết gì về nó, cho nên là em không thể nào đánh đổi cái uy tín của em mà để chắp ghép những cái con chó của các cô chú anh chị em vào trại của em để bán cho những các cô chú anh chị em khác được. Những con chó nào em biết được về thông tin và nắm chuẩn về thông tin, biết chắc về thông tin và hợp tác với trại của em, hoặc em bán cho hoặc mọi người phối ở trại của em và muốn bán lại chó cho em thì em mới thu, chứ còn những các nguồn khác thì các cô chú anh chị em thông cảm nhé, em không không thể thu được của mọi người, tại vì em không biết tông phả, không biết gốc gác, không biết nguồn gốc, cứ nói bảo hành thế nọ thế kia rồi bán cho các cô chú anh chị em mặc kệ mọi người sau này thế nào, thì em không làm được điều đó. Đó là cái điều chia sẻ của em. Còn về cái mức độ giá cả đấy thì mọi người ở bên ngoài thì nó rất nhiều giá cả đấy, rất nhiều giá cả và rất nhiều những cái thông tin khác nhau đấy, mọi người chịu chơi chịu chi hay là mọi người chịu thế nọ thế kia thì mọi người mua. Đấy, còn em thì không gàn về cái mức độ giá cả. Còn trại của em thì giá cả cố định. Đấy, từ xưa đến giờ, ngày xưa cũng thế. Từ 8 đến 10 triệu, từ 6 đến 8 triệu. Đấy, rồi nâng tầm lên là từ 12 đến 15 triệu. Rồi bắt đầu là từ 18 đến 20 triệu. Thế thôi, tất cả cố định. Còn ở ngoài kia em nói thật với mọi người, những cái con chó như là dạng, những cái con chó ở trại của em người ta có thể bán lên đến 4 50 triệu là cái chuyện bình thường. Đấy. Rồi, thì cái ý cuối cùng thì em cũng muốn nói với các cô chú anh chị em ấy, cái con chó ấy, cái đồng tiền nó đi liền với chất lượng mọi người ạ. Thì mọi người cứ tham khảo rõ, mọi người cứ tham khảo kỹ
nếu các cô chú anh chị em muốn mua chó giống về một phát ăn ngay, sản sinh sản xuất ra ngay. Cái bài toán này thì nó cũng rất là dễ dàng thôi nha các cô chú anh chị em. Ví dụ mọi người mua một con đực trưởng thành, mọi người mua một con cái trưởng thành, trong vòng 6 tháng các cô chú anh chị em có một lứa, trong vòng 1 năm các cô chú anh chị em có hai lứa. Ví dụ mọi người mua một cái con cái khoảng tầm 60 triệu, mua một cái con đực khoảng tầm 80 triệu. Đấy, đó là một cặp, 1 năm mọi người sản sinh ra bèo bọt ít nhất có 8 con. Được 8 con. 8 con đó mọi người bán bèo bọt mỗi một con dao động ở một mức độ từ 15 triệu cho đến 20 triệu. Thì các cô chú anh chị em cứ tính ra cái giá trị của nó. Mọi người mua với một cái giá cao, mọi người có cái độ chắc chắn và tin tưởng tuyệt đối. Sau đó mọi người sản sinh ra giống nhanh hơn, thời gian nhanh hơn. Chứ còn mua những cái con chó con này này, 20 triệu, 18, 20 triệu về, các cô chú anh chị em cũng cần phải có thời gian trau dồi dinh dưỡng này. Thứ nhất là mất về thời gian, thứ hai là mất về tiền bạc để chúng ta nuôi dưỡng nó. Sau đó mất cả một năm trời để chúng ta bắt đầu thế nọ thế kia với nó, rồi nó mới bắt đầu, nó mới vào cái quy trình sản xuất được. Chứ không phải là về phát là cái con chó con nó lớn kiểu vèo vù vù. Cho nên là giá cả như thế nào thì nó có mức độ định giá của nó riêng rồi. Đấy, chứ không phải là chó con bán bằng chó to bán bằng chó con là không có nha các cô chú anh chị em. Nuôi một cái con chó con cực khổ lắm, nhưng không phải là không đâu các cô chú anh chị em. Nhưng phải là đùa đâu. Không phải đùa giỡn được đâu nha. Đấy, cho nên là tại sao những cái con chó to em nuôi cho các cô chú anh chị em tất cả mọi thứ rồi, sàng lọc tất cả mọi thứ rồi và ngon lành tất cả mọi thứ rồi, về các cô chú anh chị em là chỉ việc sử dụng, chỉ việc thế nọ, chỉ việc thế chai là ăn ngay thôi, thì nó phải có một cái giá cả khác chứ. Làm sao mà mọi người có thể đòi hỏi được cả một cái quá trình sinh trưởng và phát triển của nó, người ta sàng lọc hết rồi, không có một cái rủi ro nào cả mà lại có một cái giá cả mềm được? Không có đâu. Đồng tiền nó phải đi liền với chất lượng. Cái con chó nó như thế nào thì nó mới có cái giá cả thế, chứ không phải con chó khơi khơi tào lao bí đao người ta bảo hành cho các cô chú anh chị em vĩnh viễn mà tự nhiên về lại lổ, lại xịt, lại toang, lại bung thì là không có. Điều này hoàn toàn không có. Bán một con chó có thể là 100 triệu hoặc là vài 30 triệu mà đánh đổi, bán xong rồi đánh đổi cả một cái uy tín của cái trại gây dựng từ những năm 2009 đến tận bây giờ, thì thực sự đó là một cái món tiền quá rẻ, quá bèo bọt để đánh đổi. Đấy, cho nên mọi người phải hiểu điều đó. Còn giá cả thì em chia sẻ mọi người rồi. Đấy, mọi người cứ công tư phân minh mà mọi người tìm hiểu, mọi người mua, mọi người ép giá rồi mọi người thế nọ thế kia. Đó, em thì em không có bảo phải nâng tầm con chó thế nọ thế kia. Con chó nó chỉ là con chó. Còn giá trị của nó như thế nào, hay người ta có cái quy trình sàng lọc như thế nào, thì các cô chú anh chị em phải tôn trọng người ta. Còn những các cô chú anh chị em nào bán tào lao một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rồi các cô chú anh chị em biết là như thế nào, thì mọi người phải có cái cách hành xử khác. Em thì cũng chỉ dám tư vấn cho các cô chú anh chị em như thế thôi. Rồi, em cũng xin một like, một subscribe và một đăng ký kênh cho toàn thể mọi người vui vẻ nhá. Em xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo.